Alo, chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình và tiếp tục với công thức sóc đĩa online. Thì là hôm nay mình lại tiếp tục và vừa chơi theo cái công thức là thắng hai, yêu cầu thắng hai bàn thông đúng không? Và vốn hôm nay vào game đã là 9M. Thì công thức này nói qua với anh em, những anh em mới xem kênh của mình là nó như thế này. Cái ưu điểm của công thức này thì là nó sẽ là gì? Với một cái số vốn nhỏ, chúng ta có thể là chia được dài, tức là chúng ta chia lệnh lệnh vốn ra ấy, mình chia trong trường hợp mà thua thông ấy, thì nó sẽ dài gấp đôi cái phương pháp thông thường nhá. Và khi ăn, khi thắng thì là thắng càng về sau thì lãi càng nhiều anh em nhá. Thông thường ấy, ví dụ anh em đi theo kiểu là 1 2 4 8 16 32 ấy, thì khi thắng càng về sau thì sau khi nó trừ phí đi thì chúng ta còn lãi càng ít mà vốn nó đội lên khá là to đúng không? Nhưng theo công thức này thì cứ càng về sau thì là vốn thì rõ ràng nó vẫn đội to, nhưng mà nó không đội to bằng cái 1 2 4 8 16 32, mà nó sẽ đội giảm đi thì nó sẽ chia được dài hơn. Thì anh em tưởng tượng là bình thường anh em có 2M, mình chia thì chỉ đi được khoảng 7 tay thôi. Nhưng mà với 2M mình đi theo công thức này thì là nó được khoảng độ tầm 14 15 tay anh em nhá. Trong trường hợp mà thua thông. Đấy là cái ưu điểm của nó, là chia dài ra, đồng nghĩa với việc là cái tỷ lệ thắng của mình nó sẽ cao hơn đúng không? Tỷ lệ thắng nó cao hơn. Và nhưng cái nhược điểm của nó thì yêu cầu anh em chúng ta phải thắng được hai ván thông, tức là gì? Ví dụ ván này mình vào ván trước ấy, ván trước mình vào 20k đúng không? Nó ăn thì ván sau này mình gấp lên 40 nhưng mà nó gãy đúng không? Đấy, hôm nay mình sẽ đi là từ 20 này, 20 35 50 7 70 95 130 180. Đấy, cứ gấp dần về sau, cứ to dần lên. Và với cái cầu lúc này thì là có lẽ là mình sẽ bắt theo cầu 11. Con này lên 35 nhá. Con này lên 35. Con này 35k. Thì những anh em người mới và người xem cái video này của mình mà xong chưa hiểu nhá, cứ xem hết đi. Cứ xem hết cái cách mình đánh ăn hai ván thông là như thế nào, sau đó để anh em xem lại một vài cái video mà mình đã làm bảng công thức chia vốn trên cái trang tính. Trên trang tính là rất là chi tiết rồi, thì anh em nhìn vào đó và để mình chia cái tỷ lệ vốn theo cái số vốn của mình đúng không? Anh em xem và chia cái tỷ lệ vốn theo phần trăm vốn của anh em là anh em có thể thể chơi được rồi. Đấy, con này thì ví dụ mình ăn ở 35k là con sau mình sẽ gấp lên 70k. Cầu thì anh em có thể là bắt theo bất kể một cách nào cũng được. Không quan trọng cách bắt cầu. Quan trọng nhất là cái cách chia vốn ấy. Con này đánh 70, đánh lên 75 thừa rồi nhỉ. Miễn sao anh em ăn được hai tay thông nhá là còn lãi. Đấy, vốn vào game của mình là 9M là ban đầu, để xem sau khi ăn được hai ván thông thì sẽ lên bao nhiêu. Ăn thì con này mình sẽ tính được, thống kê được cho anh em là mình lãi bao nhiêu. Công thức này hiện tại mình đang chơi là thấy là nó ổn nhất anh em ạ, trong các cái công thức dành cho vốn nhỏ. Gấp thép thông thường thì chúng ta có thể thấy là gãy rồi, không vấn đề gì cả. Mấy hôm nay mình đánh thì toàn về cuối cuối mới ăn đấy anh em nhỉ. Đấy, con này thì mình sẽ đánh lên là 50. Đấy, con này lên 50, tổng mình đang âm mất 62k. Đấy, thua mấy tay thông rồi, thua mấy 3 4 à, cứ tay ăn tay thua đang âm 75 này. Con này mình sẽ đánh lên 50 đúng không? Đánh lên 50. Cầu này đánh full mặt chặn. Nói chung là cầu thì anh em có thể bắt ngẫu hứng. Ngẫu hứng có nghĩa là mình thích đặt cửa nào thì mình đặt, nhưng mà riêng vốn thì chúng ta phải vào đúng theo cái công thức, cái tỷ lệ mà mình đã chia ra. Thua mình đi như thế nào và thắng mình đi như thế nào, đúng không? Tính cho là mấy hôm nay là đáng ra thì trong video nào mình có cái bảng công thức mình để sẵn ở đấy, là mình đánh đến đâu rồi mình chỉ anh em đến đó. Nhưng mà đợt này thì là YouTube nó đang quét mạnh cho nên là mình cũng không có sâu cái bảng tính ấy lên làm gì. Ok, bởi vì là những cái video này thì anh em có thể thấy là nó mang cái nội dung gọi là
game hình thức gọi là hình thức là nó là cá cược đúng không? Thì là nó sẽ bị là chặn, bị quét và bị chặn những cái video đó, cho nên là mình sẽ là hạn chế mình show những cái bảng công thức đó lên. Đấy, tiếp tục nó là gãy ở 50 đúng không? Con này mình sẽ lên 75 nha anh em ạ. À lên lên 70 chứ, lên 70. 70. Ô. Cân lại 30 bên này không kịp rồi. Hỏng rồi, coi như là mình đã đánh cái tay 90 rồi. Coi như mình đánh tay 90 thì con này mình sẽ đánh lên 130 nhá. Đánh lên 130 xong 15 xong 180. 130 này. 130. Cầu này đang biệt lẻ chứ lẹ. Cầu đang biệt lẻ, bốn con lẻ quay sang đánh lẻ thôi, biệt bốn thì quay quay lại theo cầu. Không được thì phải chịu, không được thì lại đổi đánh cầu khác đúng không? Không ngờ là nó lại biệt lẻ luôn, chẵn 22 lẻ 18, chẵn đang nhiều mà nó lại biệt lẻ là sao? Anh em xem video của mình nếu thấy phương pháp của mình nó hiệu quả thì nhớ ủng hộ cho mình một like cũng như một đăng ký kênh. Để lúc này đánh cảm giác cầu như bịp nhưng không phải anh em ạ. Đấy do phương pháp của mình là mình bắt nó vẫn chưa chuẩn thôi. Tí nữa sẽ ăn được hai ván thông cho anh em xem. Đấy con này thì là sẽ lên là bao nhiêu? 130 gãy, con này lên 180 này. Lên 180 anh em nhá. 180. Khó nha. Hai tay thông mà lúc này cầu đi khó chịu thật. Quay sang thì nó gãy. Đang âm tổng là 342k. Đang âm là 342 đúng không? Ăn 180 là còn âm hơn 100. Là gì đây? Lẻ rồi. Đấy con sau thì mình sẽ gấp lên là đánh 360. 180 thì con sau gấp lên 360 đúng không? 360. Phân vân con này quá anh em ạ, không biết là đánh lẻ đánh chẵn con này là nó hợp lý đây. Có lẽ là đánh lẻ, đoạn này tỷ lệ lẻ đang cao đúng không? Có lẽ là mình sẽ đánh lẻ con này. 36 này. 360, này đánh được bao lâu rồi? 8 phút rồi à? Nếu ăn con này thì mình sẽ phân tích là cho anh em là thấy cái ưu điểm của cái phương pháp này nó hay như thế nào. Không những an toàn mà lại còn quá là hay luôn. Còn mẹ nó ra bùn đỏ mới điên. Bực ghê nhờ. Thế là con tiếp theo thì sẽ lên 245k anh em nhá. Đánh lên 250 luôn đi. Đấy thì nãy thua bao nhiêu thì mới âm có 500 hơn 500 đúng không? Con tiếp theo thì lên 250 này. Đánh theo cầu 11 luôn. Sợ méo gì nhỉ? 250 ăn con sau lên 500. Cầu 11 đi 4 thì cũng rất hay gãy. Mình thấy sóc đĩa này là hay đi cầu 11 nhất này anh em này. Duy chỉ có sóc đĩa là nhiều cầu 11 nhất. Nào xin con lẻ ở đây ơi. Rồi tuyệt vời. Đấy con sau lên 500 anh em nhá. Con sau gấp đôi 250 thì sẽ là 500. Đang âm 273k. Má nhà nó vào sớm luôn này. Thì ví dụ nhá. Ví dụ mình ăn ở đây. Mình ăn ở 20, con sau mình gấp lên 40 thì mình lãi được có 60k đúng không? Nhưng mà về cuối này mình ăn con này nhá, để xem mình sẽ lãi được bao nhiêu anh em nhá. Ăn ở con 500 này, 250 gấp lên 500 để xem lãi được bao nhiêu.
cần gì phải tun đâu anh em, cứ có công thức anh em chơi là anh em kiếm được, không kiếm được nhiều, không hôn in được nhưng mà chắc chắn là sẽ kiếm được, đúng không? Ok chưa? Đấy, để xem lãi được bao nhiêu từ đầu này. 168 này. Đấy, bên này lãi 12, ở bên này 168, là tổng là mình lãi được là 180, đúng không? 180k. Đấy. Mình bảo là càng về sau thì là cứ thắng hai ván thông thì nó lại càng lãi nhiều. Còn nếu như theo cái công thức thông thường anh em đánh ấy, ví dụ mình đi 50 đúng không? Gãy lên 100, lên 200, lên 400, lên 800 thì sau khi ăn nha anh em nhá, lãi không còn được 40k. Đấy, ví dụ lên 800 hoặc lên lên 800 hoặc 1M6 sau khi mà lãi nhá. Nó trừ đi trừ phí cái thứ đi có khi lại anh em hòa thôi. Đấy, cho nên là theo cái công thức này thì mình thấy là cực kỳ là ok. Vốn nhỏ thì có thể là chia được nhiều, chấp nhận ăn lại ít hơn cũng được nhưng mà nó an toàn, đúng không? Thay vì chúng ta là đi theo cái cách thông thường là gấp thêm. Ok, video này thì mình sẽ tạm dừng đây. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Cũng lại tròn 180 luôn này.